Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, hạc Liên Quân, truy cập ngay shop laogio.vn. Đây là shop bán hạc chính thức và duy nhất của mình. Mọi hoạt động trên shop đều do mình đứng ra quản lý, vậy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta, mình lại tiếp tục đi giao lưu cùng với những người bạn đây. Hôm nay thì có một bạn tên là Cổ Báo Nè, một bạn tên là VKAG Phan Kiem và một cô nàng có tên là Cớm. Nhưng mà hình như là cái bạn VKAG Phan Kiem thì mình nghĩ là hâm mộ của Phan Kiem thôi, chứ không phải hàng thật đâu anh em ơi. Có một team nha. Đồng á, không phải một team đâu. Khả năng cao là hai team. Trời ơi. Súng đâu? Cái gì mà không giết được nó ta? Làm gì mà căng? Ôi. Xong rồi nhồi. Không có súng này sao chơi? Ui, người này. Quá ngon. Lơ nga lơ ngơ. Một cái pha phải gọi là cầm dao cướp súng IQ vô cực anh em ạ. Mà như bạn này bạn ấy như kiểu bị sao ấy. Tự dưng chạy vào đây mà lại không nhìn xem là có mình ở trong đây hay không. Thơm thế. Bình tĩnh. Làm gì mà căng. Ok. Giết người chỉ bằng một máu anh em ạ. Lia. Anh đâu? Từ từ anh em ơi, từ. Mình thấy nó sai cái gì anh em ạ? Mình cứ thấy nó sai cái gì ấy. Rõ ràng là cái bạn kia bạn ấy chỉ cần bắn mình đúng một viên thôi là mình chết rồi. Mà thế nào lại bắn toàn trượt được? Anh em thấy ghê không? Rõ ràng là bạn ấy cầm M14 mà bạn ấy bắn nguyên một tràng đạn trượt mình luôn. Không hiểu. Chắc muốn tao đổi tên đó mày ơi. Tên này không hợp với tỷ lắm mày. Nhưng thôi, kệ thôi. Ngon rồi. Tính ra là cái pha vừa rồi mình cũng hên nó chứ. Thề chứ cái pha vừa rồi mà không hên chắc là mình chết hai lần rồi. Chết từ cái lúc mà bạn kia bạn ấy cầm súng bạn ấy lao vào mà mình đang cầm con dao ấy. Không phải bồ tao đâu. Không phải một tên mình. Mày là gì? Ba nè, anh kiếm hành nè, anh bắn không? Anh cho bông kia rồi. Bố nick. Anh kìa. Anh. Mình xin. Tốt thế nhở? Anh gì ạ? Anh dính. MP nhiều thế. Trận thì tìm mãi chẳng thấy đâu. Trong này có cái ba lô ba nữa này. Ba lô ba trong này nè. Tôi biết ăn kẹo sữa sâu đang như nhìn tớp vẫn sẽ ăn. Đây ba lô ba không? Đây là khu củ. Đây ba lô ba không? Này trong này nè. Mình có bộ đồ khủng long đó thôi, không có bộ nào khác à. Đi chơi anh em ơi, đi săn người thôi. Có bộ khủng long màu nâu. Chưa. Đỏ sữa cũng dễ thương lắm. Con Minion cũng dễ thương. Khủng long thì bộ nào cũng dễ thương hết. Mà mấy con nó mù mấy một chút có quay đâu mà sao nó bán lại ta đâu từ từ luôn bán từ nó có bán đâu mấy bộ mùa trước đâu có bán lại có mấy bộ mùa sau này cũng anh em nói chuyện gì vui vậy ta mình nghe thấy liên quan tới khủng long thôi anh em ạ. Nhắc đến khủng long mình lại nhớ đến mấy cái con bạch tuộc tím với lại voi hồng. Ghê quá ta. Không biết là sau này có thành hot trend không. Mày cũng có kém mẹ vậy. Cái gì vậy? Ờ quên nó cho like nè. Chị không chết các bạn. Tao chết tao không được xem chùa mày hiểu không? Mày xem mà không like là chết các bạn. Tao like rồi nha. Mày xem phim không like rồi chị. Không nhớ 7 like luôn kìa. Không nổi rồi. Ui, 7 like luôn cơ á. Ghê vậy. Ờ, mày có 2 like à. Anh Hồ Báo. Ông Hồ Báo 1 like nhất, 1 like nhất. Ngộ vậy. Ôi. Lên anh.
Cái đậu xanh. Cà đĩa chó. Có mỗi một cái giáp thôi mà. Buồn anh em ạ. Lên. Nhưng mà hên là cái pha vừa rồi mình không bị gục. Chứ cái pha vừa rồi mà mình bị gục chắc là thôi, đời mình cũng tèo luôn. Tại vì đồng đội của mình đang ở rất là xa. Có ai đâu, mình giống là của mình thôi mà. Superman luôn. Cái tóc của bộ nó đẹp thì trai thiệt đó. À, mày là Superman. Nhìn đáng nhé. Đừng có làm tàu quá không. Trai thì bộ, ấy ổng mất khác rồi mẹ ơi. Thì vừa giẫm cầm mìn xong thì chẳng mất. Super đem đồ lại. Đó. Quả trai, thì Superman. Ổng được một cái giáp 1. Superman giáp 1 mũ 1 luôn. Combo đồ 1 luôn. Chết hết rồi mẹ ơi. Không nhanh vậy. Có được kill nào đâu. Đã bảo là giống là của mình rồi mà. Superman đã tạo mà mất kill. Súng điện thì bỏ đi. Mấy anh dành đi tàu lao quá đập. Mấy ngày gặp ngay 4 thằng rồi. Tạo không có chân em. Superman biết. Có phần đau mà cay đắng quá. Sao tôi chết trước không? Tội nghiệp quá. Mấy tao tội nghiệp gì lắm đó ta. Tôi rất là tạo nghiệp rất là nhiều. Không thể tả cho mình, em nó gọi em chạy đâu lao. Mình sẽ đi lên khu vực cổng trời này xem có người hay không. Nhìn mày chơi tao đói bụng ghê luôn không tao. Hình như là không có ai anh em ạ. Uầy. Theo như kinh nghiệm 3 năm của mày thì mày giết người. Đồng đội giết người kìa. Dạ chưa. Dạ. Đồng đội bắn ghê này sao chơi. Dạ. Trời ơi, con trai ngoan của mẹ. À, đây rồi. Mình nghe tiếng súng rồi nhá. Mình tới đây, mình tới đây. Của Đức Lai Di phân kia em. Đợi chút, đợi chút. Tôi có kế hoạch KT vũ báo. Chỉ có người yêu, đang thử sự, đang thiếu hơi gái. Một bé cùng rồi. Đang thiếu hơi gái luôn. Tu rồi mà không nghe tu. Chắc là tu được nghe. Tu rồi bạn, bạn hiểu không? Chắc là tôi được mình không có mê gái gì đâu. Không mê gái chứ mê vú đúng không? À đù. Mê vú luôn. Tao còn mê hơn mày. Mày tao nói đúng mà. Tao nói đúng mà. Tao làm. Nhớ người bắn kìa, nhớ người bắn kìa. Lấy cái con mẹ ra đây. Hai thằng mày ơi. Nhớ hai thằng mày ơi. Nhiều lắm rồi. Chó một tí mày ơi, chó một tí mày ơi. Superman. Superman. Bắn mày ơi. Cực yếu luôn á. Rồi đủ rồi. Một thằng dưới cục đá nha. Còn mỗi một bạn dưới cục đá là hết. Đúng hướng rồi đấy. Ngon anh em ạ. Không qua hay nhiệt tình á. Hay quá, Superman ơi. Tuyệt vời. À, có một người. Mà nói đi anh ơi. Yeah, Superman mới bắn rồi. Rồi rồi. Superman nhảy trời ơi. Tí nữa thì cày hết được nhá. Cái pha vừa rồi mình còn bắn cho bạn ấy mấy viên đấy. Nếu mà mình không bắn cho bạn ấy mấy viên chắc là bạn ấy cũng ngỏ từ lâu rồi. Cái đó là gì vậy? Nhảy là độ mấy tung không? Nhảy lên đỏ đỏ. Lên cổ cái nhảy lên đầu đó. Đồ ngon ghê ta. Giáp 1 này. Hình như là cái trận đấu này mình gắn liền với chữ giáp 1 hay sao ấy. Vừa kiếm được cái giáp 2 nhưng mà nó cũng hỏng bét rồi. Không. Không ghê không? Mình nói lại cái này. Không không không. Mình nói lại cái này. Không 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 không. Mình nói lại cái cây. Không. Cho nghe lời. Không. Cho nghe lời. Không. Mình cười ghê. Một lần ta tu tâm dưỡng tính nói chuyện ngọt ngào không được. Để tao nói chuyện ngọt ngào thử. Chúng ta còn có 11 người. Chắc ẻ không. Đi anh em ơi, Superman đi thôi. Còn có trừ đi team mình là còn có 8 người anh em ạ. Đi anh ơi. Đi. Đi săn nào.
xe nào? Superman, Superman đi xe đạp ha. Superman đi xe đạp. Còn hai team mà cái bo nó to thế này tìm được con người bây giờ nhỉ? Thế nào để thông báo được tụi bay? Chúc mừng em bảo dấu. Khá là một xe này. Mình là mình hơi bị ghét đi xe à nha. Đi bộ đi tập thể dục buổi sáng đi. Lại đang đổi xe kia. Tay trái kìa, lên trời, lên trời, lên trời, lên trời, lên trời. Superman, có người hả? Tỷ chó mày. Superman đâu chạy đi, Superman không chơi đâu. Mình sẽ đi ra hướng này xem còn team nào không. Cho đồng đội tự lo hướng đấy. Superman. Lia chưa? Hai thằng kia cũng đã thằng lên bên quán. Không thấy Lia ta. Ai đây? Hồ biến với Mala Shibu hay không? Gục Lia ơi, gục nó Lia ơi, lại nó gục luôn Lia. Superman! Cứu em. Rồi xong, cục luôn rồi kìa. Con thép quá. Ôi, gạt luôn kìa. Lấy hai thằng mà giờ ba bốn thằng. Bị vũ rồi. Cái tội hổ báo này. Anh ơi lại con mua cho nó con tim mình rồi. Ok. Cái đứa tội báo này. Hổ này thì hổ báo này. Ui. Hiểu ghê anh em ạ. Ôi xong rồi anh em ơi. Mạng lag rồi. Đang lag nha anh em ơi, đang lag. Hai khen tiếng nói như đúng rồi. Tên gục xuống nó vừa mắng. Ôi, cua AB kìa. Lag. Mình cũng không muốn thế đâu. 99 cộng luôn rồi. Quá trời là anh. Cuối game lại còn lag cái này thì đâm đầu vô địch. Chơi không báo mà để anh không báo mà. Không có để nhổ. Ê Kimochi. Kimochi. Đó đó thằng. Ở bên kia trên nhà. Có người bên dưới này phải không? Ở dưới đó nè. Từ từ để mình xuống mình tìm cho. Hơi lag nhưng mà không sao. Nó chạy rồi, bo rồi. Lag cũng chơi được tuốt. Vô bo rồi anh Nam ơi. Ờ chạy qua đó đúng rồi. Bên đây vẫn kêu lừa nè Linh. Xe. Cái xe này quen lắm anh em ạ. Bà đặt cái gì ạ? Đây rồi. Tìm mãi mới có cái đắp ngon. Đó là xe của em đó. Chúc mừng em. Mình sẽ lái tạm con xe này để vào bo đi. Rồi chúng ta gần thú nơi rồi. Với lại cái cánh đồng này nếu mà chạy ấy, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Vậy nên là lái xe an toàn. Đây. Đây mình thấy rồi. Đập cái điện quá à. Thôi. Ủa sao bắn cái giải khác chứ? Chưa kịp đâm. Ơ. Lag rồi. Gì cục một rồi. Gục rồi. Chưa. Gục rồi. Có biểu tượng của con hoi mà. Anh gì ơi, xuống câu vô trống rồi. Anh trốn hay là anh xuống câu vô trống hả? Anh ơi. Anh gì ơi luôn. Đúng nhận, anh tốc độ. Một đứa. Nghẹt luôn. Không biết là cái bạn sau này còn sống không? Dạ vô không. Cô bò lá. Bò em lâu vô đi vậy. Đó, mình giết được hai người mà. Chúng ta chỉ còn mỗi một người thôi. Nhưng mà anh ấy giờ không kịp. 100 km trên cây chuối. Anh không có Kelly. Anh chạy như là một con ngựa. Trời, bộ này căng lắm quá. Còn có thằng nữa. Sống không? 90, 82, 74, 64, 52. Vô kịp. Ui, mày thế. Ơ, đồng đội đô luôn rồi kìa. Em tiếp thì dễ rồi.
Băng má, băng má, băng má. Mày thế. Nhiều khi cái bao cuối mà nó lắc. Bị cảm giác bị lắc hay gì? Thốn ghê anh em ạ. Thôi được rồi, bắn gì nhiều thế? Bị lắc. Này không? Bắn lộn tầm. Trộn bắn. Ơ? Bắn nhanh lên má. Anh điên cái chết được rồi kìa. Mày thế, bạn kia bạn ấy chết chứ không người. Cái mạng này của mình cũng không thua anh em ạ. Rồi ok, thì như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành. Bye bye.